hôm nay mình với anh Hoan đang dẫn RNG ra Hồ Ngọc Khánh. Thì hôm nay anh Hoan có một cái trò chơi rất là hay, cho chú chó chơi đĩa bay. Cộng thêm là anh Hoan sẽ ném cái đĩa bay này ra hồ để cho chú chó bơi, và vừa luyện tập thể lực luôn nhé, anh em cùng xem nhé. Cái này là vừa tập thể lực, vừa tập các cái động tác đi lăng đứng nằm ngồi để cho con chó nhanh cái lệnh mình mong muốn ấy. Đấy, chú chó rất là ham chơi. Vừa chơi vừa luyện tập luôn. RNG đang chào, rất là hay. Đây là khu Hồ Ngọc Khánh, là chỗ nhà anh Hoan. Thì mình và anh Hoan sẽ lên trên sân tập HD nhé. Sáng nào anh Hoan cũng dẫn RNG ra hồ để vừa vệ sinh vừa tập thể lực luôn. Các bạn nhìn ánh mắt của chú chó nhé, rất là ham muốn tập luyện, ham muốn làm bài. Luôn luôn là hưng phấn, các chú chó luôn luôn là hưng phấn nhé. Đấy, đã rất là mệt chơi rồi. Tích cực. RNG đang đi thay chiếc đĩa bay về nhé. Đây là vừa luyện tập mà vừa tập thể lực luôn. Tập các cái lăng. Bây giờ mình đứng dậy, đứng nằm ngồi chào sủa rồi thì bây giờ mình dậy thêm. Mà ở phần vừa chơi, tức là vừa chơi vừa dậy. Sáng ra. Đấy, chú chó RNG đã đi tha về rồi. Mỗi buổi sáng anh Hoan sẽ dành ra khoảng tầm 30 phút cho chú chó RNG ra hồ để tập thể lực, tập bơi, tập các lệnh luôn. Tốc độ rất là nhanh. RNG đang chuẩn bị luyện tập. Đây là bài thể dục buổi sáng của RNG. Cũng chính vì có những cái bài tập này và những hình ảnh này thì RNG luôn là một cái chú chó nổi tiếng tại Việt Nam, thuộc dạng là những cái con Malinois nổi tiếng top đầu Việt Nam, vừa khỏe mạnh vừa thông minh và hình thái rất là đẹp.
này lực nó rất khỏe. Vâng. Bơi. Và cũng rất là tốt cho chú chó. Các chú chó chân bơi thì sẽ khung xương sẽ tốt. Chân không phải chạm quá nhiều vào cái nền đất xi măng vừa nóng bỏng và vừa rất là nhiều những cái không tốt cho cái chân. Vai nó lở, vai lở, lở chân cơ. Giống như con người chúng ta đi bơi đúng không anh? Yeah. Bơi là tốt nhất. Vận động toàn thân. Đấy, thể lực của RNG tốt là do hàng ngày được tập luyện nhé, bơi lội. Anh Hoan nói mình là con chó giống thì cần có sức khỏe tốt, sức khỏe nhân giống mới tốt được. Đấy, rất là tuyệt vời. Chú chó sẽ bơi khoảng tầm 5 đến 7 vòng. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn sơ qua như thế nhé. Và một tí nữa thì hai anh em mình sẽ lại lên sân tập của Tôm HD quay những cái chương trình tiếp theo cho anh em xem. Rồi, anh em thấy hay thì nhớ bấm subscribe, like và ủng hộ cho kênh nhé. Rồi, xin chào anh em nhé.